Cưới một năm rưỡi mà chưa thấy bầu bì, nhìn việc làm của vợ chồng Khởi My mỗi tối mà fan lo ngay ngáy. Vẫn là vợ chồng son, nhưng nhìn hành động này của Khởi My và Kevin Khánh mỗi tối mà fan ái ngại thay. Khởi My Kevin Khánh cưới nhau từ cuối năm 2017, tính đến nay cũng gần một năm rưỡi. Điều mà fan sốt ruột nhất có lẽ chính là Khởi My vẫn chưa chịu có tin vui. Hiện tại cả hai vẫn hoạt động nghệ thuật đều đều, chăm chỉ đi diễn tỉnh. Nhiều người tò mò về cuộc sống của vợ chồng Khởi My sau khi kết hôn. Buổi tối cả hai làm gì mà mãi chưa chịu có em bé thì đây là câu trả lời. Mỗi tối hay có thời gian rảnh rỗi là Khởi My Kevin Khánh là chơi game. Tần suất cả hai chơi game dày đặc, thậm chí lúc mới cưới Khởi My còn chơi game trong bóng tối hoặc Kevin Khánh tự ngủ. Xem ra cặp đôi này vẫn rất ham chơi, chưa chịu bầu bì và sẵn sàng với cuộc sống làm phụ huynh. Khởi My Kevin Khánh lúc nào cũng hài ước. Vừa qua Khởi My còn hào hứng khoe thành tích chơi game trên Facebook. Và đó không phải là lần đầu tiên, thỉnh thoảng cô lại đăng Instagram như một gamer chính hiệu. Khởi My tỏ vẻ hào hứng khi chia sẻ thú vui của mình. Có thể thấy cô nàng chơi rất nhiều game. Cô còn dìm hàng chồng đăng ảnh lúc anh đang chú tâm chơi game. Ngay từ lúc mới cưới, Khởi My đã mê chơi game. Kevin Khánh cũng không ngoại lệ, ngoài chơi game anh còn cày phim. Mỗi lúc Khởi My chơi game thì Kevin Khánh chỉ biết ngồi chụp ảnh rồi bị bôi trên mạng xã hội. Anh chàng cũng mê game chẳng kém vợ. Kevin Khánh còn trêu rằng xây tiệm internet cho Khởi My ở nhà. Nửa đêm rồi mà Khởi My vẫn mò mẫm trong bóng tối để chơi mặc kệ Kevin Khánh. Độ mê game của hai vợ chồng nhà này quá bá đạo. Khởi My còn rất hay đăng ảnh dìm chồng với cuốn cưng,